Sài Gòn phim dịp Valentine, Việt Voice Entertainment phát hành, hân hạnh giới thiệu siêu phẩm bom tấn Anh Lo Cho Em Hết, với sự góp mặt của các tài tử minh tinh hàng đầu thế giới Đàm Vĩnh Hưng, Vũ Hà, Ricky Star, Xin và Hoàng Trung. Ủa chưa bây giờ thấy gái đẹp hả? Mấy em đi vô đi. Lại đây, lại ra, lại ra. Vô đi chơi không mấy anh? Vô đi chơi không? Cái gì? Có thấy em đẹp không? Trời ơi, hôm nay khách đông quá. Em xin tự giới thiệu, em là Lý Lệ Hà Le. Năm nay em 27 tuổi. 37 tuổi. 52. Được chưa? Cách đây 30 năm đó quý vị, em chỉ làm một con lao công ở đây thôi. Nhưng vì em có nhan sắc và em đam mê với nghề, cho nên em mới quen được với một ông anh trai. Và anh trai đó đã nâng đỡ em, cho em một cái cơ ngơi này. Ông bà ta thường nói một câu: sách có mắt, mắt có chứng. Nói có sách, mắt có chứng mẹ ơi. Mẹ xin lỗi. Nách có mắt, sách có mắt nách. Nói có sách, mắt có chứng. Trời ơi, em nhớ rồi. Chích ba mũi hay quên lắm quý vị ơi. Đấy, cảm ơn quý vị rất nhiều. Vì tại sao mà phòng trà của em đông khách nè? Tại vì ngày nào cũng vậy, em đều nhập hàng mới về. Mà hàng của em là gì? Là trai xinh gái đẹp. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho quý vị một tiết mục rất đặc biệt. Đó là một cô ca sĩ, trời ơi, có một cái tên thật là lãng mạn, tên Thu Mon. Đổi tên rồi mấy mẹ. Mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay cho nữ ca sĩ Hằng Mon. Thank you.
Một đêm em hỏi ân tình anh trao cho em cao đến nhường nào, biết nói gì hỡi người để tỏ bày lòng này thôi để cho vầng trăng kia nói thay. Một đêm em hỏi ân tình anh trao cho em cao đến nhường nào, biết nói gì hỡi người để tỏ bày lòng này thôi để cho vầng trăng kia nói thay. Chiếc hôn âm thầm đón mời cho trái tim em thôi lạnh xa, đã yêu em nguyện suốt đời dù khổ đau vẫn sẽ mãi yêu. Một đêm em hỏi ân tình anh trao cho em cao đến nhường nào, biết nói gì hỡi người để tỏ bày lòng này thôi để cho vầng trăng kia nói thay. What is she? Yet chan, what is I? Yet chan, như lắng tai. Bèo hoa thế chim, biết nói gì hỡi người để tỏ bày lòng này thôi để cho vầng trăng kia nói thay. Ni chi chàng, ni chàng, ni chi khan, ni khan, nghe lắng tai. Bèo hoa thế chim. Trời ơi hay quá. Cái gì ơi, cho một vòng pháo tay đi cái gì ơi. Trời đất ơi, trời đất ơi. Ôi trời ơi, mất khách quý tới, khách quý tới, trời ơi khách quý tới. Trời ơi đại ca, trời ơi đại ca, nãy giờ ngồi đâu vậy? Đại ca ngồi đâu vậy? Tôi thấy cô nhiều khách lắm mà. Đâu có đâu, tại vì khách nó làm sao bằng đại ca được. Trời ơi, khách nó chơi phèn lắm. Thiệt mà. Nhất là ông Nam nó, trời. Trời ơi, chơi phèn lắm, không có đòi. Còn đại ca là cho nó tiền chơi như nước chứ đó. Đại ca thấy nào, thấy có ca sĩ mới đó được không? Cũng xinh, đạt hay. Nhưng mà tôi vẫn thích cô gái ngày hôm qua hơn. Thôi con đó em đuổi rồi. Sao vậy? Trời ơi, ca sĩ gì mà khách thích nó quýnh khách bờm đầu. Trời ơi, sao gan vậy? Nó quýnh mà đến nỗi mà khách ai cũng nhìn thấy hết trơn á. Khách mắc cỡ dùm luôn á. Không những khách thấy mà 300 cái camera chơi đây này. Em quay lại luôn, em dựng thành bộ phim luôn. Tin không? Muốn xem không? Có thử. Xem xong đừng có cái mặt bị ê ê quê quê nha. Nhớ coi xong đó, kêu bạn bè xe. Mấy con tắt đèn chiếu phim lên cho đại ca xem. Đi.